Hải Thượng Lãn Ông dạy rằng á, đạo làm thuốc là một nhân thuật. Làm thuốc để trị bệnh, nhân thuật đó là cái thuật có lòng nhân. Lòng nhân là lòng tử tế, lòng thương yêu, nói theo Phật giáo là lòng từ bi, chứ không phải là cái nghề hái ra tiền, mà là nghề bảo vệ sự sống. Vậy dĩ nhiên là khi mà mình làm bằng nhân thuật đó, thì cái giá trị nhân quả tưởng thưởng lại cho những người mang lại sự sống, hoặc là giúp cho người đối với cái chết trở về lại với cuộc sống, thì người ta có thể vì cái lòng gọi là cảm kích đó, người ta có thể tưởng thưởng. Đó là một chuyện khác. Vì là nhân thuật cho nên chuyên lo tính mạng cho con người. Hải Thượng Lãn Ông xác định rất rõ, phải lo cái lo của con người, vui cái vui của con người, chỉ lấy việc cứu chữa bệnh, cứu người làm nhiệm vụ của mình, không được mưu lệ kể công. Mưu lệ trong ngành y đó là cách mà làm cho chúng ta giảm đạo đức nghề nghiệp, và thậm chí là có những hậu quả xấu. Cách đây 3 năm có một Phật tử quy với thầy là một bác sĩ. Thì anh lên hỏi thầy đó là nếu thầy là anh ấy thì thầy chọn con đường nào. Thứ nhất, làm bác sĩ ở một trung tâm y khoa tư nhân hay là một bệnh bệnh tư mà hiện nay anh ấy đang làm, thì tiền lương á, mỗi tháng lên tới là 30 triệu, có tháng được thưởng cao hơn. Nhưng mà anh cảm thấy là làm ở đó nó không được an, là bởi vì người chủ đầu tư bệnh viện tư đó yêu cầu phải cho những cái toa thuốc đắt tiền, mà đang khi theo anh ấy đó có những cái phương thuốc của Việt Nam, bao gồm thuốc Tây do Việt Nam sản xuất và một số loại thuốc ta, tiền rất ít mà uống vô hiệu quả rất cao. Nhưng mà không được cho cái toa loại đó, mà phải cho cái toa có những cái thuốc đó đắt giá hơn, nhất là thuốc nước ngoài rất là đắt đỏ. Tại vì nhà đầu tư vào ngành đi, ta phải trang thiết bị nè, rồi cơ sở vật chất nè, rồi tiền lương cho bác sĩ, dược sĩ, y tá, hộ lý và đủ thứ, rồi tiền bảo hiểm, đủ thứ tiền. Mà nếu mà cho cho tao thuốc là loại thuốc rẻ tiền không thì làm sao mà hòa vốn được, huống hồ là làm lời. Còn nếu mà làm ở trong bệnh viện đó thì theo thâm niên tháng đầu, một vài năm đầu chỉ có vài 3 triệu đồng, dù là bằng cấp ở nước ngoài học về. Như vậy cái sự chọn lựa ở đây đó rất là khó quyết định. Nhắm mắt để mình làm được lương cao thì nó tự động nó cảm thấy rai rứt lương tâm. Còn làm ở tại bệnh viện công của nhà nước thì lương có 5 triệu, 7 triệu làm sao đủ sống. Có vợ, có 2 con, mà 2 con đều đang đi học. Đi học thì từ mẫu giáo đến lớp 12 Việt Nam mình đóng tiền rất là cao. Khắp thế giới là người ta miễn phí cái đó. Riêng nước Đức từ mẫu giáo đến tiến sĩ miễn phí 100%. Học sinh, sinh viên không phải đóng một đồng nào hết trơn. Thì Bộ Giáo dục Việt Nam đang đề xuất với Quốc hội là đi từng bước để không đóng tiền học phí từ lớp 12 trở xuống. Mà không biết bao giờ thì cái đề án này mới được thực hiện 100%, để làm giảm đi cái mối lo của các bậc cha mẹ. Cho nên á, đứng trước cái sự lựa chọn đó đó, thì cái tiếng nói lương tâm nó cần phải mạnh mẽ. Và thầy thì không có góp ý trực tiếp, thì thầy chỉ phân tích thôi. Nếu làm theo cái đó, mình biết như vậy nhưng mà mình tán đồng theo thì mình bị cái cộng nghiệp đó. Còn nếu như mình có lương tâm thì mình đưa cái toa thuốc nó mức độ vừa phải, mà cái tác dụng trị liệu nó tương đương, để tiết kiệm tiền cho bệnh nhân. Và nó nếu làm như thế thì anh ấy sẽ bị cho nghỉ việc thì sao?
thì từ khi thôi phải tự lựa chọn. Và giờ có thể mở phòng mạch ở nhà để mình có thể giúp được nhiều người, và cái to thuốc nó vừa phải, tiền khám cũng vừa phải. Vì giá trị sức khỏe của ngành y chính là cái tiêu chí để đo được nhân thuật. Nếu mà nhân mình hiểu theo là lòng nhân, thì cái thuật để mở lòng tử tế, lòng từ bi trên nền tảng tôn trọng sự sống, bảo vệ sự sống. Còn chữ nhân nếu mình hiểu là con người, thuật đó là phục vụ cho con người, mang lại cho con người nghĩa, ngữ nghĩa nào cũng hay.